Vâng, kính chào anh em trên kênh YouTube của shop zipman.vn nhé. Đây, hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu CO2 sản phẩm này cho anh em xem. Đấy, thì mình cũng như mình đang nói đấy, thì mình đang sale nhé, đang đang xả kho để mình lấy tiền nhập thêm nhiều sản phẩm khác để mới để phục vụ anh em. Thì những cái cây này là ngày xưa là thuộc cái dòng hàng cao cấp nhé, nhưng bây giờ mình sale luôn. Bắt đầu cây đầu tiên. Cây đầu tiên này thì chất liệu nó là bằng đồng nguyên khối anh em nhé, đồng nguyên khối rất là đẹp bóng. Mẫu bằng đồng này thì anh em dùng không bao giờ bay màu, nếu mà trong trường hợp bay màu thì shop sẽ bảo hành đỉnh mới cho anh em riêng về cái vỏ anh em nhé, nên là anh em yên tâm. Đây, cây này có chủ đề là thuyền buồm đấy, cây thuyền này. Và đang rong trên bãi biển đấy. Còn đây là những con cá heo đang và con chim đang bay nhảy như thế này. Mặt sau nó cũng là cái hình cái thuyền này. Đấy. Mặt sau đây anh em nhé. Khá là đơn giản. Cái này khá là đơn giản. Mộc đáy thì sản xuất năm 2019 anh em, à 2017 anh em nhé. Cái này thì mình bám vân tay nên nó hơi mờ. Đây anh em lấy thì mình sẽ lấy xăng lau đi, nó sẽ sạch anh em nhé. Đấy. Bỏ với ruột thì mình sẽ bóc ra để mình sau ruột cho anh em xem. Còn vó thì sẽ là năm 2017, mọc đáy lồi anh em nhé. Đây, mặt sau đây anh em ạ. Mặt sau nhé. Tiếng kêu đây. Rất là ok. Đây mình bóp thử cho anh em xem nhé. Còn bên trong nó như thế này. Vỏ bằng đồng, ruột bằng thép chuyên dụng không gỉ. Buồng đốt này có 16 lỗ. Hàng chính hãng thì cổ đá này cao này. Đấy, tròn đều và bằng đồng. Bánh xe thì cắt xéo nên là rất là bén lửa luôn. Đấy, mình sẽ quẹt thử cho anh em xem. Mẫu này mình nhập cũng lâu rồi. Giá cây này thì ngày xưa là mình bán với giá 1.200.000 anh em nhé. Bây giờ hai cây này sale đồng giá luôn, sale chỉ còn 950.000 thôi. Anh em lấy mình bao ship cho anh em, bao ship nhé. Đấy. Còn cây này là chủ đề về cha con anh em ạ, chất liệu cũng bằng đồng luôn. Đấy. Vàng rất là đẹp. Cạnh bên mặt sau thì cũng là có khắc hình anh em nhé, đây là phiên bản giới hạn luôn, 855 chiếc. Đấy. Số là số 855, bản lề này 5 chấu đều tròn, cầm sang thì tầm khoảng 5 7 hôm gì đấy. Mộc đáy cây này thì sản xuất năm 2017, 2017 à lộn, cây kia với 17 chứ cây này là 2018 anh em nhé. 2018 mình sẽ bóc ra. Đây. Mặt sau nó đây anh em nhé. Tiếng kêu đây anh em ạ. Đấy, tiếng kêu cũng rất là hay. Bên trong rất là mới nhé. Vỏ thì bằng đồng, ruột cũng vậy, cũng bằng thép chuyên dụng không gỉ, mạ xi vàng. Cổ đá này. Đấy, mình làm video mình soi như thế này thì anh em nào chơi Zippo là biết thật hay giả là anh em biết rồi. Đấy. Bây giờ anh em chưa gọi, nếu anh em muốn mua thì gọi đi chốt này để xác nhận thôi. Mỗi cây mình chỉ có một chiếc thôi anh em nhé. Để bánh xe rất là bén luôn. Mỗi cây mình chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Giá là 1.200.000 sale còn 950.000 thôi. Trùng năm 18 này. Đấy. Còn cái tháng này có thể trùng hoặc không trùng thì không thành vấn đề. Đấy. Cái này bằng đồng. Bên trong đây chỉ 950.000 một cây anh em nhé. Thì anh em muốn mua thì nhanh tay alo cho mình, số điện thoại đang chạy bên dưới màn hình đấy. Còn anh em nào muốn xem nhiều mẫu khác thì lên Google gõ chữ zipman.vn nhé, thì shop mình sẽ hiện ra. Thì anh em thích mẫu nào thì anh em chọn đặt trên đấy. Đấy, mình sẽ tặng cho anh em một viên đá. Ok, anh em trên YouTube nhớ đăng ký kênh nhé. Kính chào anh em.